Đêm mọi người nhé, hôm nay là mình đi tham quan ở ga cáp treo ở Cát Hải nhé. Đấy, mọi người đang vào mà hình như là đóng cửa hay sao, hình như là không hoạt động. Đây, rất là vắng, không có ai cả, chỉ mỗi một mình đoàn của mình thôi. Hầu như là không có một người nào trong này cả. Đúng rồi. Đúng không con? Thế là nó đóng cửa rồi. Đây coi. Đây. Đúng rồi, đây là con đọc đây nè, thông báo sân quân các bà tạm dừng hoạt động kể ngày thứ 2 tháng 10 đến khi có thông báo mới. Đây dừng hoạt động đây, vé một chiều 100.000 miễn. Chắc là ít khách quá họ bị ngừng hoạt động rồi. Rất là rộng và đẹp nhá, mà thậm chí là không có một khuôn viên rất là đẹp mà, nhưng mà thậm chí là không có một người, thậm chí còn không có một người bảo vệ ở đây nữa cơ. Cây cối rất đẹp, hoa hết trồng rất là đẹp, nhưng mà thậm chí còn không có một người bảo vệ ở đây nữa. Sân quân chắc là ít khách quá, trong mùa này ít khách quá nên mình ngừng hoạt động, chi phí không đủ. Đây Cát Hải, đây đây dừng hoạt động rồi. Đây